Chào cả nhà. Hôm nay mà cả nhà quay lại vườn của anh Tôn ở ngã 6 Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay này quay cập nhật lại thì cái vườn này nè. Rồi rồi mình cũng lên một cái clip á, mình làm xúm vụ mà không đậy á. Đó. Thì hôm nay là mình quay lại cập nhật đang số nhị ha. Thì đây là một trong những cái vườn mà ứng dụng cái bộ sản phẩm làm bông, kích bông của bên mình đó. Sau khi kích bông thì mình phá miên dạng ha. Nói chung là cái quy trình nó như thế. Đây, cả nhà thấy nè. Thì đánh giá tổng quát là bây giờ là cái dàn trái đang sổ nè, này là đi sáo ha. Đó. Rồi. Ha. Đây, mời anh em xem. Thì trước đó là đầy đã cho xịt bột nó hai cử động trái rồi. Đây là cái cảnh sát đất nè. Đó. Mà coi trái nó sổ xong nè. Rồi đây thì sao? Thì đánh giá là những cái vườn á, mình cho sử dụng cái bộ kích bông của bên mình là nó ra bông rất là đều ha. Cả nhà thấy nè. Nó nằm trong cành bự nè. Nè, đi sám nằm trong cành bự sát dưới nè. Rồi. Đó, quay từ từ cho anh em xem ha. Và nói chung là nó cũng ra rất là đều vườn, chứ không phải là một hai cây. Đấy. Này, đang sổ rồi, và một số thì nó đang chạy trái lên rồi. Ở trên kia nó sổ rồi, nó chạy trái lên này. Đó, để từ từ quay cho cả nhà xem. Nè. Chạy trái như thế này nè. Đó. Đó, cái nhà thấy cái đùm bên kia không? Đó, nó xấu đùm núm cho cạnh đó nè. Đó. Quay từ từ cái nhà xem. Trái hiện tại bây giờ nó nổi chưa? Nổi lên rồi ha, nó rút cái đuôi chuột xuống rồi. Nó rút đuôi chuột lên ha, đồng thời rồi trái nó phình rồi không ra. Đó. Đó là dấu hiệu của sự đậu trái ha, chạy trái. Đang sầu riêng mình nói đó. Rồi. Thì cái đoạn này là mình xịt đậu trái nè ha. Nước bây giờ mấy em gà là mình cho cắt nước rồi. Thì bắt đầu là mình cho sổ xong, mình cho tưới nước nhẹ nhẹ xương xương lại, nhắm xương xương lại ha. Rồi mình đi mình lãi mấy cái bông còn lại nè, vũ mấy cánh bông nè ha. Rồi đồng thời là mình quét ba cái cánh hoa nó sổ rơi dưới đất nè, mình quét ra. Đó, quét cho sạch ra. Bữa nay ghé tiếp tục là mình đưa cho ảnh cái xịt cái bộ cử đậu trái sau khi mà sổ nhị 80% ha. Xịt xong rồi bắt đầu 7 ngày sau mình xịt lại một cử nữa thì trái nó bắt đầu nó chạy gai rồi, thì mình cho cái bộ chạy trái ha. Đưa bộ chạy ra chạy trái ra bông rất là đều luôn không, sầu riêng cây sáo ha, bông nó thoáng nó dài. Thì vườn của anh Tôn là khoảng gần 100 cây, thì trình ra ngoài cái nhà thấy dàn lá nó còn ok ha. Đó. Này mình tưới nước tại giờ nó hơi sập xào này, ra một đọt không này không sao đâu. Đó. Thì đối với vườn anh Tôn là mình không có cho chặt đọt, tại vì mình quyết định là mình dìu nó rồi. Thì mình mùa này mình nhìn cây ha, mình coi khả năng là nó có đi đọt hay không để mình quyết định là mình nên chặn hay là mình nên nên không ha. Tại vì nó nói với mình chặn đọt thì nó cũng ảnh hưởng tới cái cây, và mùa nắng này thì nó dễ cái bị hiện tượng cháy lá, cho nên là khả năng cây không bị đọt thì mình hãm cây bằng cái khác ha, hãm bằng bằng nước nè đó, và hãm bằng trái đó. Mình chỉ dìu nước cho nó từ từ thôi để cho nó duy trì sự sống thôi, chứ nó không có quá dư. Đó, thì khi mà trái này nó đậu nó chạy được rồi là nó hút dinh dưỡng, thì nó tạo ra cái lực hút ha. Thì cái cây mình sẽ tập trung dinh dưỡng để nó nuôi trái ha. Trừ khi nào mà mưa nhiều nè, hoặc là một nguyên nhân nào đó làm cho nó rụng trái, nó thải trái nó rụng trái đó, thì cây mới đi đọt, nó nhẹ cây thì cây sẽ đi đọt lại đó. Còn không
thì khi mà cái cây nó đang có chế độ nuôi bông thế này, nuôi con như thế này thì rất khó là nó đi đọc bậy ha. Trái đậu rất là tốt. Nói chung mùa này thì nó cũng đậu trái nó cũng tương đối dễ hơn so với những cái chúng ta đang làm mùa gạch này kia. Nhưng mà mùa này thì mình phải làm cho cái trái và mẫu trái nó vừa đẹp vừa nặng ký đủ học ha, gai nhím xanh rai thì chúng ta mới bán được cái có giá ha, tại vì mùa này sầu riêng nó tương đối nhiều rồi. Đó. Này. Quay cho anh em xem ha. Rồi cái này đậu trái cái nó tốt chạy trái cho rồi. Thì sau khi sổ nhị tầm khoảng 7 tới 10 ngày thì đầy cho tưới dinh dưỡng được rồi ha. Đó, thì đây mình đi những dòng dinh dưỡng tưới cho mình không có sử dụng những dinh dưỡng mà nó NPK. Đó, đậu rất là đẹp luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Và hầu như cây nào nó cũng ra bông như thế này nè. Nha, thì bên mình đang hoàn thiện lại cái bộ cắt bông. Nó sẽ còn là ha, nó sẽ còn hiệu quả. Đó, hơn nữa trong năm tới. Đó. Sổ nhị với màu lá nó hơi sạp sào vậy nè. Nó mới đậu trái tốt nha cả nhà, chứ nó mà bóng quá là dở lắm. Nói chung là đậu quá đẹp, không còn gì để ý kiến gì nữa hết ha, gì là ok rồi. Còn trời còn nắng đây, còn lại là mình nhịp nước theo thôi ha. 7 phút rồi. Mình làm video cũng ngắn thôi, đi làm nhiều quá. Cả nhà xem. Đây. Đó. Chạy trái tròn rất là đẹp luôn. Quá đỉnh ha. Trái gì mà ghi sáu trái gì mới đẹp. Rồi, cảm ơn cả nhà nha.